rất nhiều người dân, con số phải là hàng ngàn, hàng chục ngàn người đã bị mất trắng hàng ngàn tỷ đồng vì bị hủy hợp đồng bảo hiểm qua ngân hàng. Vì sao như vậy? Vì người dân mua bảo hiểm vi phạm hợp đồng hay vì một cái bẫy dân sẵn của ngân hàng và tổ chức bán bảo hiểm, các công ty bảo hiểm? Chúng tôi sẽ trình bày ngay đây và ngay bây giờ vấn đề đó. Việc bán bảo hiểm qua các ngân hàng trong năm 2021 của 4 doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ gồm BIGV, Midlife, Provincial, Sun Life, VN và MB AG vừa được Bộ Tài chính công bố, tỷ lệ hợp đồng bị hủy chỉ sau một năm thứ nhất rất cao, thấp nhất là 32,4% và cao nhất đến 73%. Khi hủy như thế thì người mua bảo hiểm mất trắng tiền, thưa các anh chị. Vì sao hợp đồng bảo hiểm qua ngân hàng bị hủy nhiều như vậy? Đó là nguồn gốc của vấn đề, không phải là như chúng ta đã thấy và đã phân tích. Khi trước khi cô Ngọc Lan lên tiếng, chúng tôi cũng tìm hiểu và đã lên tiếng. Và chúng tôi cũng đi theo hướng là người mua bảo hiểm không rành bảo hiểm, rồi nhân viên tư vấn mù mờ, hợp đồng bảo hiểm dày cộm, nên đã rơi vào cái bẫy này và ký hợp đồng không có đường chạy thoát. Và tuy nhiên ở đó chỉ là một phần thôi các anh chị, một phần lớn khác, một bộ phận khác bị gài bẫy theo cách khác. Đó là người dân khi khách hàng khi muốn vay tiền ngân hàng, họ thế chấp tài sản, đương nhiên là phải thế chấp, nhưng phải mua bảo hiểm Nhân Thọ thì mới được vay tiền, thì mới được vay tiền kinh khủng như vậy. Và do quá cần tiền, số khách hàng đã bắt buộc bỏ tiền ra, bỏ số tiền ra mua bảo hiểm Nhân Thọ. Và tất nhiên họ chỉ đóng vài lần, vài kỳ hoặc một năm, đeo đủ một năm thì đuối sức. Và thật sự cũng không có nhu cầu nên bỏ luôn. Và khi bỏ luôn không đóng tiền nữa thì đương nhiên mất tất cả số tiền này. Và còn có nhiều trường hợp lộ liễu hơn nữa là phía ngân hàng và phía bảo hiểm ký thay luôn cho khách hàng mua bảo hiểm, mà thực chất là người đi vay tiền ngân hàng. Theo Bộ Tài chính, qua thanh tra chọn mẫu tại Sun Life về việc triển khai bán bảo hiểm qua ngân hàng, cơ quan này đã phát hiện 4 đại lý bảo hiểm và 2 nhân viên ngân hàng ký thay bên mua bảo hiểm trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm qua lập ứng dụng Sun Smart tại biên nhận bàn giao hợp đồng bảo hiểm. Còn tại Rubenson, 3 đại lý bảo hiểm cá nhân và 3 nhân viên ngân hàng chưa đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, chưa thu thập chính xác thông tin của khách hàng trong quá trình tư vấn sản phẩm. Đó, tức là qua công tác chúng tôi không nói đón, đồn đón, có nói có sách mách có chứng và có các kết luận thanh tra của Bộ Tài chính, Dân dân và Nhân dân, nhưng mà nó rất dài dòng, chúng tôi không trình bày ra đây hết cho các anh chị, chỉ nói một vấn đề mang tính nguyên tắc như thế. Chìa khóa của cái bẫy là nằm ở chỗ đó, tức là khách hàng vay tiền dù đã thế chấp tài sản nhưng vẫn phải mua bảo hiểm thì mới được vay tiền. Đấy là cái bẫy. Và trắng trợn hơn, họ còn ký thay luôn chúng ta trong hợp đồng mua bảo hiểm Nhân Thọ. Có, chúng ta nghe những con số chúng ta giật mình, thưa các anh chị. Có 80.100 hợp đồng bảo hiểm Nhân Thọ được công ty Sun Life bán qua TP Bank và AC Bank trong năm, nhưng có đến 73 số hợp đồng bảo hiểm qua TP Bank bị hủy chỉ sau năm đầu tiên, với ACB là 39%. Provincial có đến 38.700 hợp đồng bảo hiểm bán qua các ngân hàng, 41% bị hủy và mất hiệu lực sau năm thứ nhất. Theo quy định của các công ty bảo hiểm, nếu hủy hợp đồng trước hạn năm thứ nhất đến năm thứ ba, khách hàng sẽ bị mất trắng toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng. Trong khi khách hàng đi vay tiền cực khổ như thế, cần tiền để phát triển doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại hay là để kinh tế gia đình tồn tại, thì còn phải bỏ một số tiền ra mua bảo hiểm, mua rồi mất trắng luôn. Trong khi hàng ngàn, hàng chục ngàn khách hàng đau khổ như thế, thì các ngân hàng, các công ty bảo hiểm và các đại lý bảo hiểm chia nhau số tiền khổng lồ và rất là vui sướng sự đau khổ của người khác. Theo Bộ Tài chính, cuối năm 2021, Sun Life Việt Nam đã trả chi phí hỗ trợ ban đầu, phí hợp tác cho TP Bank và ACB với tổng số tiền lên đến 10.300 tỷ đồng. Cũng trong năm 2021, Provincial đã trả cho các đại lý là các ngân hàng hơn 1.972 tỷ đồng.
Và tình hình như thế rõ ràng rằng cần phải thanh tra điều tra vấn đề này xem như thế nào. Không thể để người dân mất trắng tiền một cách vô lý như thế qua những cái bẫy mang tính chất lừa dối khách hàng. Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đáng, Hội Luật gia Việt Nam cho rằng cần thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ, trong đó tập trung vào hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng. Cần xem lại toàn bộ quy trình bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng, không chỉ thu thập dữ liệu của ngân hàng và công ty bảo hiểm mà còn phải phỏng vấn các khách hàng, đặc biệt nên lưu ý những khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong thời gian giải ngân khoản vay hoặc trong một vòng một tháng tất toán sổ tiết kiệm. Một chuyên gia ngân hàng cũng cho rằng về mặt tín dụng, ngân hàng đã nắm trong tay tài sản thế chấp của người đi vay nên bảo hiểm nhân thọ không phải là điều kiện bắt buộc. Việc cho vay dựa trên khả năng trả nợ, phương án sử dụng vốn vay và uy tín lịch sử tín dụng của người đi vay. Như vậy, nếu ưu tiên cho vay dựa trên mua mới bảo hiểm nhân thọ là vô trách nhiệm với người gửi tiền, bởi ngân hàng được lợi nhuận từ việc bán bảo hiểm không chia bất kỳ đồng nào mà còn đặt rủi ro lên người gửi tiền. Rõ ràng đó là một cái bẫy vào tất cả vì lợi nhuận, dồn tất cả rủi ro lên khách hàng. Khách hàng rất yếu rồi, mong manh rồi mới đi vay tiền. Vay tiền xong còn bắt mua bảo hiểm trong khi họ không có nhu cầu đó. Và mua bảo hiểm thì không có khả năng đóng đúng hợp đồng. Và khả năng mất trắng tiền là cả 100% thưa các anh chị, chứ không phải là 90% đâu. Và việc này theo một số vị luật sư cần phải giải quyết bằng con đường hình sự. Luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thời gian qua nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo khiếu nại liên quan đến hoạt động bán bảo hiểm nhân thọ tại ngân hàng, và khi người đi vay phải cắn răng mua bảo hiểm để giải ngân khoản vay, tức là phải gánh thêm một khoản nợ. Những người gửi tiết kiệm bị hô biến thành bảo hiểm nhân thọ cũng bị thiệt hại nặng. Do đó theo luật sư, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an cần làm rõ ngân hàng và các công ty bảo hiểm liệu có dấu hiệu lừa dối khách hàng hay không, có hành vi gian dối vi phạm pháp luật hay không. Nếu có dấu hiệu tội phạm cần khởi tố vụ án theo quy định, trong khi đó người bị hại cần được bồi thường tương xứng. Trong thực tế, nhiều người dân tố cáo khiếu nại rằng đã bị kê khống thu nhập, kê sai nghề nghiệp, thời gian chuyển tiền từ ngân hàng vào công ty bảo hiểm trước cả thời gian ký hợp đồng bảo hiểm, bị giả chữ ký, chưa từng tiếp xúc với người đại lý bảo hiểm đứng trên hợp đồng. Như vậy, dấu hiệu lừa dối khách hàng khá rõ thưa anh chị, cần phải tiến hành điều tra. Mà muốn điều tra như thế cần có sự khiếu nại tố cáo của công dân. Vậy thì những ai tự xem mình là nạn nhân hãy làm đơn vì chính mình và vì nhiều người khác, yêu cầu làm rõ quá trình bán bảo hiểm như thế này có đúng pháp luật hay không, và yêu cầu trả lại số tiền mà mình đã đóng vào bảo hiểm và bị ngân hàng cũng như bảo hiểm lấy toàn bộ số tiền đó. Và chúng ta nên nhớ rằng những thủ đoạn của ngân hàng và các công ty bảo hiểm, các ngân hàng mà chúng tôi nêu tên là vô biên và rất buồn cười là những nạn nhân của họ lại ca ngợi các ông chủ tịch nhân dân, chúng tôi không nêu trên ở đây, rất kinh khủng. Tôi thấy quá buồn cười thưa các anh chị. Trong thời đại này đúng là nhiều người nói rằng phải là người tiêu dùng thông minh, người vay tiền cũng thông minh mà làm sao nổi thưa các anh chị. Nhiều người trách người mua bảo hiểm không đọc kỹ hợp đồng. Thưa các anh chị đọc kỹ cũng không hiểu hết. Và thưa các anh chị, với cái bẫy muốn vay tiền phải mua bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta đọc cũng vậy thôi, mà không đọc cũng vậy thôi. Kiểu gì cũng dướng vào bẫy của họ và cũng bị chiếm đoạt tiền. Số tiền bị chiếm đoạt chúng tôi đã nêu rồi, lên hàng ngàn tỷ đồng và họ chia chác nhau trong niềm vui tột độ, nhảy múa, ca hát dưới nắng, dưới mưa gì đó. Còn người dân bị hại thì câm lặng không biết làm gì hết. Xin cảm ơn các anh chị.